thì con Max lại lại đổi sang cái này luôn là sai nhá. Chị nhìn thấy đấy nha. Tinh 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 tinh. Hiện tại bây giờ đang 24-31 độ anh Chiến ạ, Hà Nội. Còn Yên giờ chắc chỉ 30 thôi. 8-30 đúng không? Bố không quay đâu. Bố quay không quay. Mà vẫn quay đấy con. Quay rồi con. Con này phóng to rồi chút. Con cháu của bà giờ nó nho nói lắm, trông nó đáng yêu lắm. Ừ, con sóc à? Ừ, sóc đẹp. Em nhìn nó chó đấy nó thích rồi. Nhưng các bạn là con, nhưng mà bà bảo là để đây bà lấy nghịch. Mẹ không chưa nhìn thấy nó. Mẹ vừa nhìn đến nó chơi thì con sóc cũng đâu. Nhát bé quá. Mẹ đi lên. Bố không quay đâu. Không quay đâu.